Trên sân, tôi xin giới thiệu vận động viên Hoàng Trọng Khải, đơn vị Thái Nguyên mang trang đỏ, vận động viên Phạm Văn Có, đơn vị Thừa Thiên Huế mang trang xanh. Thank you.
trên sân trọng tài tuyên bố và động viên đơn vị Thừa Thiên Huế thắng cuộc.